Hôm nay mình sẽ giới thiệu chiếc xe Fortuner lắp đặt X-Line V20 cộng với lại Bigam F10 nhiệt màu 6000 nha, tại Auto 365 quận 9. Đây mình xem đèn của nó thôi. Đèn này là V20. Đây là Bigam nha. Đây hoàn toàn về zin được luôn nha. Đây mình coi hai đèn luôn. Bây giờ mình sẽ coi ánh sáng test trên bảng luôn không? Đây là V20. Giờ Bigam kết hợp với V20.